Ekibriu là thương hiệu thức ăn cao cấp được sản xuất bởi công ty Total Alimentos, tập đoàn ADM. ADM là tập đoàn dẫn đầu toàn cầu về dinh dưỡng cho người và vật nuôi. Một trong những sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp những sản phẩm với chất lượng tốt nhất cho những người bạn thú cưng của chúng ta. Với hơn 40 năm kinh nghiệm, chúng tôi đã phát triển các sản phẩm thức ăn thú cưng với nhiều hương vị hấp dẫn và đáp ứng đa dạng nhu cầu của chó mèo. Ekibriu được sản xuất từ những nguyên liệu an toàn, hảo hạng, được kiểm định chất lượng gắt gao, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm được sản xuất dưới dây chuyền sản xuất tự động và tiên tiến, quy trình khép kín và được kiểm soát nghiêm ngặt. Chúng tôi áp dụng công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới, công nghệ sấy than hoa, sấy lạnh đông sâu để sản xuất Ekibriu nhằm đảm bảo nguyên vẹn sự tươi ngon và hấp dẫn của sản phẩm. Nhà máy sản xuất Ekibriu được trang bị các thiết bị hiện đại nhất như robot, máy phát hiện kim loại, bộ điều khiển tự động. Để đạt được thành công, ngoài dây chuyền máy móc công nghệ tiên tiến, chúng tôi có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và đoàn kết. Các chuyên gia cùng nhân viên luôn luôn nghiên cứu, tìm kiếm và đưa ra những giải pháp tốt nhất cho sự phát triển của công ty và sản phẩm. Bên cạnh những kỹ thuật viên, chuyên gia nghiên cứu và các nhân viên xuất sắc, chúng tôi hợp tác với các trường đại học, các nhà lai tạo giống trên toàn quốc, ở toàn thế giới em. Các nhà lai tạo giống trên toàn thế giới để phát triển ra các sản phẩm Ekibriu với giá trị dinh dưỡng tối ưu. Năm 2005, Ekibriu được ra mắt và biết đến như một dòng thức ăn thú cưng đặc biệt cao cấp. Ekibriu có đa dạng sản phẩm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thú cưng theo độ tuổi, giống, đặc tính và tình trạng sức khỏe. Trong công thức của Ekibriu, từng hạt nhỏ sản phẩm luôn chứa hàm lượng dinh dưỡng cao với hương vị thơm ngon. Sản phẩm Ekibriu có mặt tại hơn 26 quốc gia trên toàn thế giới. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần trách nhiệm đối với xã hội và môi trường. Nhà máy có hệ thống xử lý chất thải hiệu quả cao, tái chế tối đa các chất liệu thải ra. Nhà máy có hệ thống xử lý chất thải hiệu quả cao, tái chế tối đa các chất liệu thải ra trong quá trình sản xuất và sử dụng trong văn phòng. Ekibriu tham gia vào các chương trình bảo vệ động vật, đặc biệt là chó mèo, thông qua các tổ chức xã hội. Chúng tôi hy vọng tất cả những người bạn nhỏ của chúng ta đều được yêu thương và chăm sóc. Sản phẩm thức ăn thú cưng Ekibriu đạt các chứng nhận ISO 9001 GMP, áp dụng hệ thống an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế HACCP ha. HACCP và đặc biệt là tiêu chuẩn IFS, tiêu chuẩn quan trọng uy tín nhất về an toàn dành cho thực phẩm. Ekibriu tự hào là sản phẩm thức ăn thú cưng cao cấp được sản xuất bằng dây chuyền hiện đại, nguyên liệu hảo hạng, công thức tối ưu, tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất nhằm nuôi dưỡng thú cưng của bạn một cách khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần, giúp chúng có một cuộc sống khỏe mạnh và dài lâu.